Thất lạc vợ con sau chiến tranh, kỳ tích đã đưa người đàn ông tìm thấy các con. Vào những năm Thế chiến thứ hai, Martin Ward bị bắt giam tại trại tù binh ở Siberia. Anh buộc phải rời quê hương Ukraine, xa cô vợ Anna và đứa con trai nhỏ Jacob của mình. Kể từ đó, Martin và gia đình bặt vô âm tín. Thậm chí, ngày vợ sinh thêm đứa con gái Sonia, anh cũng không hề hay biết. Không lâu sau khi chồng bị bắt, người vợ Anna đưa con trai Jacob chạy trốn sang Đức. Trong lúc lang thang vô định, cô may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng cưu mang, họ cho cô ở lại. Vì vậy mà mẹ con Anna mới có chỗ nương náu suốt một thời gian. Cô trả ơn họ bằng cách giúp họ làm các việc đồng áng và dọn dẹp nhà cửa. Cũng thời gian này, cô đã sinh đứa con gái thứ hai là Sonia. Vài năm sau, Đức thất bại, Anna ngỡ sẽ được đoàn tụ cùng với Martin. Nào ngờ khi ấy, Hồng quân Liên Xô tập trung những người dân di cư như họ lại, nói dối rằng sẽ đưa họ về nhà, nhưng thực chất là đưa đến trại tập trung đầy chết chóc ở Siberia. Trên chuyến đi ấy, Anna buồn bã mà sinh bệnh nặng. Biết mình không sống được bao lâu, cô gọi con trai Jacob đến và nói: "Con trai của mẹ, mẹ bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Mẹ sẽ ở trên trời phù hộ các con. Jacob, con phải hứa với mẹ không bao giờ được bỏ rơi em gái Sonia." Cậu bé ôm mẹ khóc nức nở, gật đầu đồng ý. Đến sáng hôm sau thì Anna qua đời. Hai đứa trẻ bị đưa đến cô nhi viện gần đó. Phần Martin, sau nhiều năm lao động khổ sai trong trại tù binh, anh cuối cùng cũng được trả tự do. Nhưng thể xác và tinh thần lúc bấy giờ đã kiệt quệ. Anh gầy guộc và hốc hác như một ông già, toàn thân đầy những vết sẹo và mất khả năng sinh con. Ngày được nhìn lại ánh sáng của tự do, anh tức tốc về quê hương Ukraine tìm lại gia đình. Nhưng hội chữ thập đỏ báo với anh rằng vợ con anh đã chết trên đường tới Siberia. Martin đau khổ tột cùng và cảm thấy như mình đã mất hết tất cả. Những ngày sau đó, anh tìm một công việc ở nông trang. Martin ngày đêm lao đầu vào làm việc để quên đi cảm giác tuyệt vọng. Một ngày nọ, anh gặp Greta, một cô gái làm cùng nông trang với anh. Greta từ lâu đã để ý đến Martin. Ở anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm khiến cô bị thu hút. Hơn nữa, anh còn là bạn học năm xưa của cô. Trái ngược với Martin, Greta vui vẻ, lạc quan và thông minh. Cô luôn cười mỗi khi nhìn thấy anh và biết cách khiến Martin cảm thấy dễ chịu. Martin dần dần đã bị cô gái lạc quan ấy chinh phục. Anh như tìm được ánh mặt trời sau bao năm ở dưới hố sâu tuyệt vọng. Chẳng bao lâu, cả hai chính thức yêu nhau và anh đã cầu hôn cô. Tuy cuộc hôn nhân khá hạnh phúc, nhưng Martin không thể có con, còn Greta luôn mong mỏi có một đứa trẻ để yêu thương, chăm sóc. Một ngày nọ, Greta nói với chồng: "Martin, có nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện, chúng ta hãy nhận một đứa về nuôi có được không?" Nhưng dường như vết thương sâu thẳm trong anh vẫn còn đó, nên khi nghe vợ nói vậy, anh lập tức phản bác: "Greta, sao em lại có ý nghĩ như vậy? Anh không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, em có hiểu không?" Greta không nói gì, nhưng cô vô cùng buồn bã. Và rồi mong muốn làm mẹ mãnh liệt ấy, một lần nữa thôi thúc cô thuyết phục chồng thêm lần nữa. Martin thương vợ, không nỡ từ chối, nên cuối cùng đã đồng ý. Sáng hôm sau, Greta bắt chuyến tàu đi đến cô nhi viện. Đến nơi, cô thấy trên hành lang tối tăm ấy, rất đông lũ trẻ xếp thành hàng, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, mong mỏi. Greta rất xúc động, cô chỉ muốn ôm lấy tất cả đưa về nhà, nhưng cô biết rằng mình không thể. Lúc này, một đứa trẻ bước đến bên Greta, cô bé nhìn Greta cười thẹn thùng. Greta bỗng thấy lòng ngực mình đập thình thịch, cô đã yêu đứa trẻ ấy và cúi xuống xoa đầu đứa trẻ nói: "Cháu à, cháu có đồng ý đi theo cô không? Đến một nơi có cả cha lẫn mẹ." Cô bé đưa đôi mắt tròn xoe đầy hy vọng: "Đương nhiên cháu đồng ý, nhưng cô đợi chút, cháu đi gọi anh trai, chúng cháu phải đi cùng nhau, cháu không thể bỏ lại anh trai mình được." Greta rất bất ngờ khi nghe cô bé nói thế, cô lắc đầu: "Nhưng cháu à, cô chỉ có thể đưa một mình cháu đi thôi." Cô bé mếu máu: "Không, cháu muốn đi cùng anh trai mình, trước đây chúng cháu cũng có mẹ, khi mẹ qua đời đã dặn anh trai không được bỏ rơi cháu."
Grader đã quá yêu mến đứa trẻ này và không muốn chọn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Nhưng nếu mang thêm anh trai của cô bé này, thì Martin chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô đã hẹn đứa trẻ vào một dịp khác và hứa sẽ quay lại cho cô bé một câu trả lời. Khi về đến nhà, Grader khẩn cầu Martin. Martin, có một chuyện em muốn thương lượng với anh. Em phải nhận nuôi hai đứa trẻ. Bởi vì đứa trẻ mà em chọn có một người anh trai, nó không thể rời bỏ anh trai của mình. Em mong anh đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này được không? Martin cảm thấy không hài lòng. Anh nói, Grader, vậy sao em không chọn đứa trẻ khác mà lại nhất quyết là bé gái này? Theo anh thấy thì tốt nhất đừng chọn đứa nào cả. Grader cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô thậm chí thất vọng đến mức không muốn đến cô nhi viện nữa. Thấy vợ buồn bã, Martin cũng không vui vẻ được. Cuối cùng anh cũng đồng ý. Lần này, Martin và Grader sẽ cùng nhau đi đến cô nhi viện. Martin muốn gặp đứa bé gái đó. Hôm sau cả hai đến cô nhi viện. Cô bé đã đến đón họ, nhưng lại đi cùng một đứa trẻ khác. Đó là một cậu bé gầy gò, xanh xao, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng và thánh thiện. Cô bé đến bên Grader mỉm cười, hỏi, cô đến đón chúng cháu phải không? Grader chưa kịp trả lời, thì cậu bé đứng bên cạnh đã mở lời. Cháu đã đồng ý với mẹ là sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Khi mẹ cháu mất, cháu đã hứa như vậy. Vậy nên, đáng tiếc là em gái cháu không thể đi cùng với hai người. Martin âm thầm quan sát hai đứa trẻ. Đột nhiên có điều gì đó khiến anh cảm thấy rất yêu thương và thân thuộc. Không chờ lâu, anh lập tức quả quyết. Chúng tôi nhận cả hai đứa trẻ này. Grader vừa hạnh phúc vừa vô cùng ngạc nhiên. Cô đưa hai anh em đi thu dọn quần áo, còn Martin đến văn phòng làm thủ tục nhận nuôi. Sau khi Grader thu dọn xong đồ đạc, cô đưa hai đứa trẻ đến văn phòng thì thấy Martin bần thần đứng đó. Grader sợ hãi hỏi, Martin, anh làm sao vậy? Martin? Martin như sắp khóc. Grader, em nhìn những cái tên này xem. Jacob Ward, Sonia Ward, mẹ Anna Bader Ward, cha Martin Ward. Em có biết không Grader, hai đứa trẻ này là con ruột của anh. Một là đứa con trai mà anh tưởng rằng đã chết từ lâu. Một là đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt. Martin gục đầu khóc nức nở. Anh đã nghĩ rằng vợ và các con đã qua đời, nhưng không ngờ lại được gặp chúng trong hoàn cảnh như vậy. Anh xúc động thốt lên. Kỳ tích, thật là kỳ tích. Ôi, cảm ơn Chúa đã phù hộ chúng con. Grader, nếu như không phải em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của em, có lẽ anh đã không thể gặp được kỳ tích này rồi. Sự thiện lương của Martin, lòng nhân ái của Grader và lời hứa đầy trách nhiệm của cậu bé Jacob, tất cả đã tạo nên một kỳ tích. Hạnh phúc thực sự luôn tồn tại. Chỉ cần bạn biết tin tưởng, sống một cuộc đời lương thiện, phép màu của số phận có thể sẽ đến với bạn trong tương lai.